chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc đúng tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Thoát khỏi tai ương, vượt qua vận hạn, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két. Đầu tiên là đặc trưng tính cách người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Tính cách bình tĩnh, cẩn trọng, người cầm tinh con trâu không bao giờ hoảng loạn khi đối mặt với khó khăn. Họ không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường hay suy nghĩ của người khác, luôn giữ vững tinh thần, kiên trì làm đến bước cuối cùng. Trước khi quyết định hay hành động, họ sớm đã suy nghĩ kỹ càng, chuẩn bị đầy đủ. Vì thế, khi đã thực hiện là sẽ thường đạt được thành công. Tuy nhiên, tính cách cố chấp thích thể hiện bản thân, đam mê sự nghiệp, lại nghị lực phi thường, nên người này không hợp làm những công việc lặng lẽ. Họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Nữ tuổi Tân Sửu là mẫu, mẹ hiền vợ đảm, biết chăm lo thu vén gia đình, cũng rất coi trọng việc giáo dục, dạy dỗ con trẻ. Nam tuổi Tân Sửu hết lòng phấn đấu sự nghiệp để dành cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Người tuổi Tân Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Tân Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Những người tuổi Tân Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền. Họ ghét những lời nói ngon ngọt, nịnh bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật. Bởi vậy không ai biết những kế hoạch họ đang làm là gì. Tuổi Tân Sửu là những người biết sống có trách nhiệm với tập thể. Họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi. Ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng, chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm. Bởi vậy, họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Tân Sửu lại bị tuột mất cơ hội. Họ cần phải chăm chỉ, nỗ lực học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Những người tuổi Tân Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình. Họ đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ, người thân xung quanh. Đôi khi điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, tuổi Tân Sửu được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn. Tuổi Tân Sửu đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao, gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một, mà ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn, giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh, khiến tuổi Tân Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự quyết định đó khiến tuổi Tân Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Những người này ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân. Họ tin vào sự lựa chọn và những suy nghĩ, tính toán của bản thân mình. Tuổi Tân Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc. Họ rất trung thành và đáng tin cậy, một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Tuổi Tân Sửu ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí họ luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Trong công việc, tuổi Tân Sửu làm việc một cách trình tự, khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất, với con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ. Những người này có tài trong kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành, thực hiện theo. Đôi lúc tuổi Tân Sửu khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Tuy nhiên, những người tuổi Tân Sửu khó có thể thay đổi được thói quen của mình. Họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ, hoài bão, chinh phục được thành công, tuổi Tân Sửu kiên trì, cố gắng và quyết tâm đến cùng. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu,
họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ cũng sẽ không dễ dàng chán nản bỏ cuộc. Những người này bền bỉ, từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng hấp tấp. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do vì sao mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của tuổi Tân Sửu. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách, thì tuổi Tân Sửu vẫn ung dung, hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Brett tham bằng một dây sẹt lớn hơn. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 9 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tháng 9 năm 2024 âm lịch đánh dấu những bước tiến ổn định và chắc chắn của người tuổi Tân Sửu. Bạn nên nắm chắc cơ hội để thể hiện bản lĩnh hoặc giành lấy lợi thế sẵn có, xây dựng bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Trong công việc, mặc dù nguyệt lệnh lâm mộ khiến bạn có đôi chút cứng nhắc, đôi khi tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng thiên đức cát tinh sẽ đưa quý nhân tới để chỉ đường dẫn lối, giúp bản mệnh khắc phục điểm yếu của bản thân, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Chính tài dượng, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có thể cải thiện. Tuy nhiên, chi phí phát sinh nhiều, chú ý tích lũy nhiều hơn, tháng này bạn có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. Chuyện tình cảm trong tháng gặp đôi chút khúc mắc, tâm tính bản mệnh có nhiều biến động do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ ở Tân Sửu. Bạn có xu hướng đặt công việc lên trên tình cảm, đôi khi hành xử quá khô khan, cộc cằn, khiến chuyện tình cảm gặp trở ngại, nhân duyên giảm sút. Tình hình sức khỏe người tuổi này tương đối tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng, có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè, sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của con giáp, thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 9 năm 2024, tuổi Tân Sửu âm lịch, phương diện công việc của bạn đạt được những thành tựu nhất định. Nỗ lực sau một thời gian dài cũng có thể nhìn thấy trái ngọt, đủ để khiến bạn tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Thời gian đầu tháng có thể do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất mộ, khiến cách xử lý vấn đề của con giáp này còn nhiều cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp cũng không thật sự suôn sẻ. Đôi khi bạn tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu. Được cả thiên đức cát tinh và chính ấn chiếu mệnh, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để chỉ điểm, Tân Sửu nhận ra vấn đề của bản thân nằm ở đâu. Rất may bạn tiếp thu vấn đề rất nhanh và có sự điều chỉnh cụ thể, nên khắc phục được điểm yếu, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Thậm chí sau khi hiểu ra vấn đề, con giáp này lại càng biết cách để tận dụng kinh nghiệm từ chính bản thân, đưa ra nhiều sáng kiến hữu ích, cải thiện hiệu suất hiện tại. Ban đầu có thể mọi việc tiến triển chậm hơn so với dự kiến, hoặc thậm chí bị người khác ngờ vực, khiến bạn không khỏi lo lắng. Nhưng bằng cách làm theo kế hoạch định sẵn và giữ vững lập trường, mà tuổi Tân Sửu sẽ thu về thành công hơn cả mong đợi. Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian tuổi Tân Sửu có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên, cũng như nâng cao vị thế của bản thân. Nếu có thể tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, bản mệnh có thể xây dựng được bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch dự báo, đường tài lộc của Tân Sửu khá bình ổn, không có biến động lớn, công việc tiến triển tốt, cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Nguồn thu chính chủ yếu dựa vào chính tài, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có cải thiện. Vì thế, thay vì tìm việc tay trái để làm, bạn có thể tập trung tinh lực để phát triển công việc chính. Kinh doanh, buôn bán, có lúc thăng trầm,
lúc được lúc mất. Tháng này bạn có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. May mắn là được nhiều hơn mất, bỏ vốn đầu tư bao nhiêu, tạm thời thu về thành quả tương xứng, dù chỉ ở mức hòa vốn. Nhưng trong thời buổi nhiều khó khăn này, như vậy cũng được coi là tạm ổn, tiếp tục có động lực để Sửu phấn đấu nhiều hơn. Đặc biệt chú ý, tháng có nguyệt lệnh lâm mộ ở Tân Sửu sẽ khó tránh một số trở lực nhất định trên con đường làm giàu. Bản mệnh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ứng phó, việc đã xảy ra, cũng đừng mãi lấn cấn, dành thời gian tìm cách khắc phục hơn là than vãn. May mắn có thiên đức các tinh soi chiếu, bản mệnh nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp, giữ đầu óc tỉnh táo, không để phạm phải những sai lầm quá nghiêm trọng. Về mặt tình cảm, gia đạo, tháng 9 năm 2024 âm lịch này, nguyệt lệnh lâm mộ ở Tân Sửu khiến tâm tính bản mệnh có sự biến động, tình cảm cũng có vết nứt. Con giáp này có xu hướng quá coi trọng sự nghiệp, đặt công việc lên trên tình cảm, nên đôi khi hành xử khô khan, cộc cằn, khiến đối phương cảm thấy khó chịu, thiếu sự hòa hợp. Vợ chồng muốn giữ được hòa khí gia đình, quan trọng nhất là phải biết tiết chế cảm xúc, đặt bản thân vào vị trí của người kia để có cách hành xử phù hợp. Mâu thuẫn xảy ra có thể khiến nảy sinh suy nghĩ ngoại tình, dễ sa ngã vì cám dỗ. Dù là ngoại tình tư tưởng bạn cũng nên tránh, bởi khoảng cách từ suy nghĩ tới hành động không quá xa. Nếu còn độc thân, dù có đào hoa, nhưng đa phần chưa phải đào hoa lành, mọi chuyện chưa đi tới đâu, bạn nên hành xử thận trọng, thể hiện thái độ rõ ràng, đừng để bản thân rơi vào quan hệ tay ba phức tạp, rối ren, người chịu thua thiệt chỉ có bạn mà thôi. Về mặt sức khỏe, trong tháng, phương diện sức khỏe của Tân Sửu khá lý tưởng, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa giữ gìn được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian, nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè, sẽ giúp tinh thần của bản mệnh phấn chấn hơn. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang dưỡng vận dành riêng cho tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, trong tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Tân Sửu, tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần mới của người tuổi Tân Sửu cho thấy, con giáp này đón tuần mới với hung cát đang xen, có tốt mà cũng có xấu. Tuy nhiên, cán cân sẽ có sự thay đổi, phụ thuộc vào thái độ sống, thái độ làm việc, cũng như sự may mắn của mỗi người, không thể nói trước được chắc chắn điều gì. Về cơ bản thì đường tài lộc của con giáp này khá vượng, nhất là về khoảng thời gian cuối tuần, cả chính tài và thiên tài đều xuất hiện, có lẽ đây chính là thời điểm bội thu của người tuổi Tân Sửu. Tiền bạc về nhà ào ào, con giáp này cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng, xác định rõ mục tiêu và tiêu chí sử dụng tiền bạc, tránh để những lúc dung tay quá tráng, làm tiền bạc tiêu tan. Công việc tuy có không ít cá khí, còn được nhiều quý nhân giúp đỡ, nhưng vẫn không tránh khỏi sự công kích của tiểu nhân thương quan. Có điều, nhờ sự nỗ lực và may mắn của bản mệnh, nên điểm xấu cũng được giảm nhẹ đi rất nhiều, giúp bạn dễ thở hơn trong mối quan hệ nơi công sở. Trong tuần này, người tuổi Tân Sửu có thể gặp được người như ý với mình, tìm được nhau khó thế nào, đừng bao giờ quên điều đó, cứ yêu thương đi. Yêu nhiều chẳng có gì là không tốt cả, dù thời gian chẳng thể hàn gắn những vết thương, nhưng nhờ có thời gian mà nhiều kỷ niệm êm đềm được khắc ghi trong tim mỗi người. Cẩm nang dưỡng vận, quý nhân, tỵ, dậu, tiểu nhân, mùi, ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, cà phê. Con số phát tài, 10, 78, 34. Tử vi tuần 2, tuổi Tân Sửu, tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tuổi Tân Sửu có một tuần khá thảnh thơi, ung dung tự tại, hầu như không có muộn phiền lo lắng gì. Có điều, dịch mã động tinh sẽ luôn thôi thúc bạn xông xáo hơn nữa trong công việc, vì thế trong bạn lúc nào cũng tất bật, tất nhiên, thành quả đạt được hoàn toàn xứng đáng. Công việc của tuổi Tân Sửu tuy nhiều, nhưng với khả năng xử lý vấn đề nhanh nhạy, tỉ mỉ, chu đáo, bản mệnh chu toàn mọi thứ, không ai dám chê trách điều gì. Điều đó lý giải tại sao bạn lại luôn được cấp trên ưu ái và tin tưởng như vậy. Tài lộc tăng trưởng cùng với hiệu quả công việc,
người làm công ăn lương hoàn toàn có cơ hội tăng lương. Nếu đưa ra lời đề nghị tăng lương trong tuần này, khả năng cao sẽ được lãnh đạo phê duyệt. Người kinh doanh buôn bán có một tuần tất bật, thu tiền như nước, bạn lanh lợi, biết đón đầu xu thế, không chỉ làm một việc và kiêm nhiệm thêm nhiều nghề tay trái, vì thế mà thu nhập từ mọi nguồn đều tăng. Nhìn chung, trong tuần gia đạo an yên, quan hệ vợ chồng hài hòa, mâu thuẫn nào cũng có thể hóa giải khi cả hai đều đồng lòng tìm cách giải quyết. Chỉ số hung giận trong tuần vẫn khá cao, chủ yếu ảnh hưởng tới phương diện sức khỏe, lại có song khắc hung tinh hoành hành. Bạn chú ý tới dạ dày của mình nhiều hơn, ăn uống điều độ, nhất là đừng bỏ bữa, rất hại cho hệ tiêu hóa. Cẩm nang dượng giận, quý nhân, hợi, ý, tiểu nhân, mùi, tuất. Màu sắc may mắn, xám, nâu. Con số phát tài, 19, 05, 87. Tử vi tuần 3, tuổi Tân Sửu, tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Tân Sửu, điềm báo cát lành sáng rõ, trong tuần sẽ có nhiều chuyện vui đến với con giáp này. Vận tài lộc hanh thông, bản mệnh rất may mắn về tiền bạc trong tuần này. Người kinh doanh buôn bán may mắn, hàng hóa chạy vô cùng, tiền vào như nước, lại có thêm nhiều cơ may mở rộng quy mô kinh doanh. Người làm công ăn lương cũng có thêm nhiều nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu chính tăng lên khi được chính tài dẫn đường. Công sức bạn bỏ ra không hề nhỏ, mọi chuyện đều tự lực, tự cường, có ý thức và trách nhiệm trong công việc nên được đánh giá cao. Đường công danh được chính ấn và thiên ấn cùng hiệp lực phò trợ nên thuận lợi vô cùng, thành công liên tiếp được con giáp này gặt hái, mang tới những cơ hội thăng tiến không hề nhỏ. Tương lai tươi sáng đang chờ đón người tuổi Tân Sửu, hãy cố gắng phát huy hết mức khả năng của mình để không bỏ lỡ thời cơ đến trong tay nhé. Trong tuần có dịch mã chiếu mệnh, người tuổi Tân Sửu có khả năng phải đi công tác hoặc phải đi lại nhiều vì lý do công việc trong thời điểm này. Bồn ba vất vả ngược xuôi, nhưng chưa chắc đã được như ý, bởi tiểu nhân thiên quan vẫn đang án ngữ giữa vận trình sự nghiệp, gây nhiều khó khăn và cản trở cho bản mệnh. Giai đoạn này, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để thiết lập, xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu hảo. Khi các mối quan hệ hài hòa, bản mệnh không phải mất nhiều công sức giải quyết chuyện không đâu. Nên nhớ rằng, đã đến cơ quan là tập trung làm việc, không có thời gian để tranh đấu cho những chuyện lặt vặt. Có như vậy, bạn mới toàn tâm toàn ý làm việc và đạt hiệu quả cao. Tình hình tài chính khá ổn, không có biến động quá lớn. Người làm công ăn lương vẫn mất thu nhập đó, có thêm chút hoa hồng hoặc thưởng, nhưng không đáng kể, có thể tìm thêm nghề tay trái để tăng thu nhập. Riêng về chuyện tình cảm thì đào hoa khởi sắc, niềm vui tới tấp kéo đến, cặp đôi yêu nhau đến độ chín mùi, tình yêu ngày càng thăng hoa, mối quan hệ được nâng cấp, có thể sẽ bàn tính tới chuyện trăm năm, đây là chuyện hệ trọng cả cuộc đời, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Cẩm nang dượng giận, quý nhân, ý, tỵ, tiểu nhân, tuất, ngọ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số phát tài, 22, 08, 96. Tử vi tuần 4, tuổi Tân Sửu, tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Nhìn chung vận trình tuần mới của người tuổi Tân Sửu, ít biến động, công việc vẫn tiến triển đều đặn theo đúng tiến độ, chuyện tình cảm cũng không có gì quá trở ngại. Tuần này rất thích hợp để bản mệnh xung phong đi công tác xa, hoặc sắp xếp chuyến du lịch ngắn ngày nào đó, mọi thứ đang khá yên bình, hãy tận hưởng cảm giác lâu lâu mới có đó. Tinh thần làm việc của người tuổi Tân Sửu vẫn duy trì tốt, dù là đầu tuần hay tới cuối tuần đi nữa, bạn vẫn xông xáo và nhiệt tình. Điều quan trọng là bản mệnh duy trì sự nhiệt huyết ấy được bao lâu mà thôi, bởi con giáp này rất thích làm việc tùy hứng. Thích thì làm, ngán rồi là bỏ dở giữa chừng, nếu thay đổi được tật xấu này, chắc chắn tương lai của bạn còn tiến xa hơn thế. Tài lộc trong tuần bình ổn, nhưng không quá dư dả, tuần này sẽ có người đề nghị mượn tiền. Bạn nên cân nhắc phẩm cách con người và thực lực của họ rồi hãy quyết định, đừng trao niềm tin nhầm chỗ, để rồi tiền mất mà tình người cũng tan. May mắn trong tuần này, tuổi Tân Sửu được thái âm các tinh che chở, có thể hóa hung thành cát, tiêu trừ những điều xui xẻo, mang tới sự bình an. Các tinh này có lợi cho nữ mệnh hơn, nhân duyên khá dượng, không những chuyện tình cảm khởi sắc mà công việc cũng được thúc đẩy trôi chảy. Gia đạo an yên, bản mệnh đón khách quý tới thăm, vợ chồng con cái hòa hợp, tuy có tranh luận nhưng không gay gắt,
ai nấy đều biết điểm dừng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa gìn giữ được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian, nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè, sẽ giúp tinh thần của bản mệnh phấn chấn hơn. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, tí, trửu, tiểu nhân, dậu, ngọ. Màu sắc may mắn, tím, nâu. Con số phát tài, 68, 54, 78. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, có một đại gia bị phá sản phải nhảy lầu. Sau khi chết được gặp Đức Chúa Trời, ông căm phẫn hỏi Ngài, vì sao lại để ông phá sản? Câu trả lời của Ngài khiến ông hổ thẹn không thôi. Đức Chúa, cớ sao Ngài lại khiến tôi bị phá sản chỉ trong một đêm? Khi thị trường cổ phiếu dao động mạnh, một triệu phú đã chịu thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, tài sản tích lũy cả đời vậy mà chỉ trong một đêm còn lại 1%. Ngày hôm sau, báo chí đưa tin, ông đã nhảy lầu tự tử, linh hồn của ông nhẹ nhàng bay lên, đến một nơi trống trải, lúc này ông nhìn thấy Đức Chúa Trời đang ở ngay trước mặt. Đức Chúa, Ngài thật là tàn nhẫn, vì triệu phú giận dữ nói, sự phấn đấu hơn nửa đời người của tôi đều được Ngài giúp đỡ, cớ sao vào lúc cuối cùng, Ngài lại khiến tôi phá sản chỉ trong một đêm. Đức Chúa rất mực từ bi, nhìn vị phú ông kia đáp, con à, thành công của con không phải là nhờ sự giúp đỡ của ta, mà việc con nhảy lầu càng không phải là ta bức ép. Trên thực tế, ta cho rằng con không nên nhảy lầu. Người triệu phú nói, tôi trong một đêm từ triệu phú trở thành kẻ phá sản, thử hỏi sống còn có ý nghĩa gì nữa, có sống cũng bằng thừa. Đức Chúa nói, nửa đời trước của con phấn đấu không ngừng, từ một kẻ nghèo kiết xác trở thành một triệu phú, khiến người đời đều phải ngưỡng mộ. Đến ngày phá sản kia, con vẫn còn có 1% số tài sản ban đầu, vẫn là một triệu phú cơ mà. Con hãy nhìn những người ăn mày kia xem, họ ngay cả 100 đồng cũng không có, không phải vẫn sống được đó sao? Vì triệu phú nói, sao Ngài lại đem con so sánh với cái lũ ăn mày kia chứ? Hoàn cảnh sống của con và họ hoàn toàn khác nhau kia mà. Đức Chúa Trời nói, đúng vậy, hoàn cảnh của các con hoàn toàn khác nhau, vậy nên cũng khiến cho dục vọng của các con hoàn toàn khác nhau. Con không phải chết bởi không có tiền, mà là chết bởi dục vọng quá nhiều. Con luôn cảm thấy rằng bản thân mình sống rất khổ, áp lực lớn về thu nhập, phải nhìn sắc mặt người ta, các loại đều không được tự tại. Nhưng trên thế giới này, không có một loài vật nào có thể được sống thoải mái hơn con. Hãy nhìn thử những sinh vật khác trên thế giới này xem. Tổ của loài chim nhạn được làm trên vách đá cao 1.200 mét, khi chúng vừa mới chào đời được mấy tiếng đồng hồ thì đã phải lao xuống mặt đất để kiếm ăn. Chim bố chim mẹ có thể bay thì không thành vấn đề, nhưng những con chim con đó căn bản không thể trong phút chốc mà biết bay được, mà không nhảy thì sẽ chết đói. Bản năng cầu mong được sống khiến chúng phải tung mình nhảy xuống. Chúng chỉ mong sao bản thân mình có được đôi cánh to khỏe. Rất nhiều con trong quá trình hạ xuống thậm chí sẽ đụng phải vách đá. Một số con may mắn sống sót, nhưng cũng có một số không được may mắn mà phải chết đi. Tính từ lúc nó được sinh ra, chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ. Giới tự nhiên cần phải để cho con tồn tại một cách thoải mái mới là hợp lý chăng? Tự nhiên chính là như vậy. Nó sẽ không để ý con có vượt qua được thống khổ hay không, bởi nó có quy tắc của chính mình. Những điều con có thể làm chính là để bản thân mình vượt qua muôn vàn trắc trở mà vẫn đứng thẳng, không bị ngã xuống. Vì triệu phú cảm thấy hổ thẹn, như vậy Ngài có bằng lòng dẫn con trở về thiên đường không? Đức Chúa nói, mỗi một phút sinh mệnh của mỗi con người mà ta sáng tạo đều không phải là dư thừa, còn những dục vọng mà hậu thiên mang đến cho các con chính là ma quỷ. Đức Chúa Trời nói tiếp, vì sinh mệnh mà phấn đấu, đó chính là yêu cầu của ta đối với con người. Vì dục vọng mà phấn đấu, đó chính là dẫn dắt của ma quỷ. Bởi sinh mệnh của con kết thúc bởi dục vọng, vậy nên ta không có cách nào đưa con lên thiên đường được. Người đàn ông nghe xong liền khóc lóc thảm thiết. Đức Chúa thương xót mà nhìn những bông hoa trước mặt nói, trong cõi thiên đường không có dục vọng, mà chỉ có sinh mệnh như những bông hoa này. Một người còn sống thì chính là còn hy vọng. Con người muốn thực hiện ước mơ thì ép phải chịu khổ nạn. Trên thế gian này không có ai là nhẹ nhàng, thoải mái cả. Sinh mệnh chỉ có vươn lên từ trong nghịch cảnh thì mới là đáng trân quý. Có lẽ một người cần phải đi con đường rất dài, trong cuộc đời đã trải nghiệm qua vô số vinh hoa và thê lương bất ngờ ập đến, như vậy mới có thể khiến bạn trở nên chín chắn hơn,
Bất kể là cay đắng hay ngọt ngào, đó đều là những trải nghiệm trong cuộc đời của mỗi con người, là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Xin hãy trân quý bài học này bạn nhé. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 9 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường tử vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.